thời gọi là ngắn truyền. Tục em mới đưa mọi người thăm một đoàn của làng Triều Thụy ngày nay. Những ngày qua những cơn mưa về thì khu vực nơi đây ra sao? Có thể là khu vực này cũng không có vương đỏ màu hư hại giống như các cái làng quê mà thấp trồng rau. Đây chủ yếu là cánh đồng với nghĩa địa không mọi người. Đây là đoạn đường của làng Triều Thụy. Hai làng sát nhau với một cái nhà ba, làng Mông An, rồi làng An Truyền, rồi làng Triều Thụy, làng ngay cái nhà ba giao nhau đó. Khu vực làng An Truyền thì em vui thấy có thể là những cái hộ nghèo thì kiếm phần rất là đông luôn mọi người. Đi ngang đó thì rất là nhiều căn nhà lụp sụp và cả ốm mề già neo đơn rất là nhiều luôn. Có thể là vùng đó thì nghèo khó cũng nhiều và chủ yếu là có thể là nghe làm cá. Rồi còn ngang qua một xóm định cư nữa, có thể những người ở đó người ta lên ở đó có tên gọi là xóm định cư. Ngoài chúng tôi cũng có làm video trước thăm một con hàng nhỏ bên đường của khu vực khu sinh thái du lịch sinh thái Đầm Chuồng và cũng có một cái hoàn cảnh bị tâm thân đó. Thì là xóm đó là chỉ là xóm định cư. Ở đây tại đây là làng Triều Thụy, người ta cũng trồng hoa cúc để phục vụ cho Tết đây nè. Ở làng quê thì ai có nghề gì làm nghề nấy, nhưng mà rồi chủ yếu cũng là trồng hoa màu. Khu vực dân cư đây cũng đông. Làng Triều Thụy và làng An Truyền thì nó giáp với khu vực Đầm Phả. Có thể đi hết đoạn đường này thì sẽ ra đến Đầm Phả là mọi người, rồi có thể xuyên qua các cái làng khác về hướng Phú Văn. Tại đây thì nhà cửa cũng nhiều và trong người đời sống người dân cũng bình dân nhiều mọi người. Nhà lụp sụp, nói chung là nhà theo kiểu cấp 4 rất là nhiều luôn. Những người hành trình đi thăm Huế, thăm các làng quê thì cũng có đi ngang qua những ngôi làng rất là phồn vinh, ngôi nhà hoành tráng của bà con. Thì ngược lại cũng có những ngôi làng, những căn nhà lụp xụp bình thường bình dị. Trong đó có làng An Truyền và làng Triều Thụy đây. Khu vực này là đến chờ đây. Đây vì gió nhau mình gặp ngã ba làng nữa. Đây chờ, khu chờ rất là nhỏ nhắn của làng Triều Thụy. Ai ghé vào thăm một chút. Chờ bây giờ cũng tán rồi, hết giờ làm việc. Chờ Triều Thụy. Ai chờ Triều Thụy. Còn lại mấy gian hàng rau rạng thôi đó, một vui chờ rất là nhỏ nhặn thôi đó.
họp chợ vừa xong. Lúc này em vừa ngang qua đây thì cũng 11 giờ trưa rồi mọi người. Xã Phú An, chợ Tiêu Thụy. Đây cũng có những cái nhà hàng quán xá ngay trên chợ. Và đây sau lưng là khu vực Đầm Phá, có thể nhìn qua phía làng Tán Truyền, những cái nhà hàng nổi phía bên xa xa đó mọi người. Và hai làng này nó giao nhau từ Tiêu Thụy sang An Truyền thì cách nhau khu vực các cái hồ câu cá đó. Và sau lưng là cũng là khu vực Đầm Phá, bà con nuôi tôm cá trên các hồ. Có thể đi thẳng về đây thì không biết sẽ về ngôi làng gì đây nữa, nhưng mà qua đây thì cánh đồng bao la luôn, và nghĩa địa mọi người. Dạ, đấy là làng Tiêu Thụy gì ấy, mà mình là nhà ông Vì phải không? Dạ, con nghe có chủ nói nhà mình có người bị con tịch mình bay. À dạ, dạ. Như là mẹ hả? Dạ. Dạ, để con hỏi thăm chị. Dạ, mình làm cả đó chứ, còn lưỡi đi nhiêu đó chứ? Đặt lư. À, mình đặt lư à? Dạ. À, đặt lư. Dạ, ở mấy người đóng không chứ? Dạ, con nghe chủ nói là ở hai ông mù thôi hả? Dạ. Có ai bị? À, đây hả? Bà. Ừ, bà nắm đi mày mới rồi. Bà hai nè. À, bị từ nhỏ gì hả? À, dạ. À, mình có chăm có hả? Ừ, dạ. À, thì gặp nhau tiền hơn hả? Ừ, chứ con lấy chứ con. À, rồi, trong lắm ở đường. À, đi làm ăn hả? Hay lắm. Ở mà đang vợ chồng ở với nhau chứ? Đó, xin mẹ với con ở à, là chứ đúng là ở tỉnh khác chứ không ở Huế à? Hay là ở làng khác? Ở Vũng Tàu rồi. À, rồi. À, chứ đó xin em để ở đây hả? À, rồi. Nghe nói có người khó và có người họ giúp đỡ. Ừ, đi 4-5 năm lên đây. 4 năm rồi. À, rồi ra đây mấy năm đâu ở đây luôn hả? 3 tuổi rồi. Mấy cô bao lên ra đây chứ. Nhà mình chủ yếu làm cả chứ? Làm nghe rồi đó. Làm nghe hả? Ừ. Như mấy người con? 4. Mấy người con. À, một ô là gì đó rồi. Ừ. Còn là mấy người trai đi làm hả? Trai sao mình đi lưu được lắm, con xong đi mấy chị nhập. À dạ. Á à, rồi giúp được cha mẹ đó hả? À dạ. Hai thằng chưa được rồi, hai lớn tuổi hết. À dạ, mấy tuổi rồi hả? Mấy tuổi mà lớn? Thằng 30 thì 36. À thôi rồi, tôi chưa có duyên. Chị Ngọc ở bên Úc á, thế tặng bạn ấy 500.000. Ừ, vì ta đi mình đi hoàn toàn cũng đi thì nghe ai nghe là cũng còn một chia sẻ đó. Thôi rồi, tôi chúc mẹ con gia đình vui khỏe. Rồi thôi, thôi rồi thôi anh về nha. Đấy là làng chi? Đúng là làng Tiêu Thụy đúng không? Ừ. Là đi thẳng đấy là ra lại anh kia, thông qua anh tuyên được đúng không? Không có ăn tiền không? À, đi ra lại đúng không? Ra lại gặp bán nữa hả? À, thì con làng mình là đi vô đây con xá này không? Đi vô, nếu mà đi vô là phải đi qua cầu. Qua cầu? Qua cầu cổng, qua cầu qua ăn tiền. À, là vẫn thống được ăn tiền đúng không? Mà đi đường như là gần hơn. À, rồi. Thôi được rồi. Thôi anh chào em ấy, chúc anh sức khỏe nha. Dạ, thì vào thăm khu vực làng Tiêu Thụy thì cũng nhỏ gọn đó mọi người, con đường cũng rất là ngắn, có thể vào xóm thì cũng nhiều nha, nhưng mà em vui ngang qua những cái trục đường chính, rồi cũng có thăm một gia đình có một
bé gái cùng hoàn cảnh thì tàn tật ngồi xe lăn, nhưng mà vẫn có chồng con, nhưng mà người chồng hiện tại vào làm ăn trong Vũng Tàu thì cũng bị mắc kẹt dịch trong đó không về được. Thì bà con ở nhà đó rất là khổ, khó không vẻ đó, bây giờ nuôi con khó. Riêng tôi thì mà qua đây làm cầu nối giúp chị Ngọc hiện tại yêu thương chia sẻ cái khó khăn cho một trường hợp bài gái ngồi xe lăn, rồi là cũng là cái hành trình thăm làng Triều Thụy ngày hôm nay. Hy vọng mọi người xem cũng thấy thú vị và biết thêm các làng quê tại Huế và những hoàn cảnh nha mọi người. Đây, em vui tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video của em. Rồi, em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.